Bé Son, con gái của Jack và Hiên An, khoe ảnh Noel khiến dân mạng tan chảy với vẻ dễ thương khi gần 9 tháng tuổi. Tối ngày 24 tháng 12, Hiên An chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh của con gái. Trong ảnh, bé Son hóa thân thành bà già Noel trong diện mạo vô cùng đáng yêu và dễ thương. Không chỉ gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành tới mẹ con Thiên An, nhiều khán giả cũng bình luận về ngoại hình của nhóc tỳ khi gần 9 tháng tuổi. Khán giả cho rằng cô bé trộm vía dễ thương, đáng yêu. Một số khán giả khác thì nhận định bé Son rất giống bố Jack, thậm chí dùng cụm từ gen quá mạnh để miêu tả về sự giống bố Jack này. Bé Son là con chung của Hiên An và Jack, chào đời vào tháng 4 2021 trong hoàn cảnh vô cùng ngang trái. Khi ấy, Jack bị tố bắt cá nhiều tay trong khoảng thời gian này. Hiên An nhận mình là một trong số những nạn nhân này. Ngoài việc bị cắm sừng khi yêu, Hiên An cho biết từ khi bầu bì tới sinh nở đều không nhận được sự quan tâm cần thiết từ nam ca sĩ. Diễn viên trẻ cũng tiết lộ phía Jack chu cấp cho con gái chung mỗi tháng là 5 triệu đồng. Mặt khác, Jack thậm chí còn bị cư dân mạng phanh phui về việc từ chối cho con theo họ của mình. Sau khoảng thời gian bão tố, Jack hiện vẫn im ắng giữa làng giải trí sôi động. Trong khi đó, Hiên An sống bình yên, tích cực, làm việc để chăm lo con gái nhỏ của mình.